Thì cho con hỏi và thắc mắc trong lòng, tại sao Phật ra đời là giáo pháp tối thượng, cứu cánh cho nhân thiên và muôn loài? Tại sao Thượng Đế còn cho Chúa xuống rao giảng nước của Ngài? Vậy sư hoan hỷ giảng sơ cho con được không? Chúa theo quý vị là nhân vật nào? Tại vì theo Phật giáo không có một đấng thần linh tối thượng nào hết, cho nên không có cái chuyện là một cái vị tối thượng nào đó gọi là phái xuống, chuyện đó không có. Mà không riêng vào thời Phật, không riêng vào thời nay, mà vào thời Phật cũng rất nhiều tôn giáo tồn tại. Chính bởi vì như vậy đó, Đức Thế Tôn mới xuất hiện ở thế gian và chỉ cho mọi người thấy những con đường kia là những con đường đi đến khổ đau, những con đường mà sự thực hành của họ đi đến sự vô ích. Còn đây là con đường đi đến sự giải thoát, đây là con đường đi đến sự an lạc niết bàn. Đấy. Thì Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời chỉ cho những chúng sanh nào có duyên với Ngài và có mắt để mà thấy, có tai để mà nghe và có phước để lắng nghe, có phước để tu tập. Còn nếu như họ không có thì họ vẫn theo tôn giáo khác thôi. Đâu riêng gì cái chuyện mà đạo Chúa, đạo Hồi là sau này mới có. Còn thời Phật có rất nhiều những tôn giáo khác mà Đức Thế Tôn đâu có phải vì sự xuất hiện của Ngài mà các tôn giáo khác biết mất đâu. Đấy. Mỗi một tôn giáo họ đều có sự giải thích riêng về nguồn gốc và sự tồn tại của họ. Nhưng cái vấn đề là cái giáo lý, cái con đường của anh ấy, có đưa người ta đi đến sự chấm dứt khổ đau hay là không? Đó mới là chuyện quan trọng. Ha. Chứ còn quý vị đừng có nghĩ Thượng Đế. Thượng Đế là ai? Thượng Đế là ai? Quý vị phải hỏi. Thượng Đế là ai? Trong khi Phật giáo không có khái niệm Thượng Đế. Mỗi một tôn giáo họ đều có sự giải thích về nguồn gốc của họ. Cho nên là mình phải coi kỹ coi là mình có đủ niềm tin vào lời dạy của Đức Thế Tôn hay không.